Các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ với các bạn cái cách mà mình cắt tỉa, mình chăm sóc cái cây đậu bắp để mà cho nó ra được nhiều trái. Như những cái cây này là hồi lúc mà nó còn nhỏ đó, lúc mà lên được khoảng bao nhiêu nè, cái mình ngắt cái ngọn của nó thì nó tức nó ra được nhiều nhánh. Nhưng mà mấy cây này là mình mới cắt bớt lá đó các bạn, nó ra rất là nhiều lá lắm luôn. Mà mình thường thường một cái cây như thế này nè, các bạn muốn mà để cho nó được nhiều trái và cái trái chất lượng của nó to á, thì mình nên chỉ cần để khoảng 4-5 nhánh thôi. Như cái cây này của mình nó ra được nhiều nhánh nhỏ quá, giống như mấy cái gọi là mấy cái sucker này, giống như cà chua đó, mình cắt tỉa bớt những cái nhánh này đi, mình chỉ chừa lại khoảng 1-2-3-4 nhánh thôi. Mấy cái nhánh nhỏ là mình cắt bỏ hết. Rồi những cái lá nào bự mà già á, mình cũng cắt bỏ luôn. Như cây này nó lên nhiều nhánh quá luôn nè. Để cho nó khoảng 1, 2, 3, 4. Nhánh này, nhánh này nhỏ. Rồi ngắt bỏ hết luôn các bạn, để cho nó tập trung nó nuôi trái ra hoa. Chứ bây giờ cái này không mình để là nó cứ ra lá hoài à. Như cây này là mình này, oh yeah. Đây nữa nè, nó ra nhiều nhánh dễ sợ luôn. Nó ra nhiều nhánh á thì mình có được nhiều trái, nhưng mà cái trái của mình nó sẽ giống như nó nhỏ lại, nó chia dinh dưỡng ra thì nó nhỏ lại. Này chưa, 1, 2, 3, 4, 5. Cái nhánh này cũng bự rồi, luôn. Khoảng 4-5 nhánh là ok. Như bên đây cũng vậy nè, nó có nhiều cái nhánh nhỏ là mình cắt bỏ hết. Đó. Mấy cái sucker mình cắt bỏ hết. Rồi. Các bạn ơi, khoe các bạn dưa hấu mình ra trái nè. Cái này là bữa anh cameraman anh chôn mấy cái rác thải nhà bếp nè, chôn hết ngay khu đất chỗ này luôn. Này các bạn thấy không? Bữa mình cũng ăn cái trái dưa mà mình nói mình mua ở ngoài chợ SGB về á, xong rồi mình cũng chôn cái hạt xuống vì nó cũng lên quá trời. Thì những cái này giống như mình chỉ cần chừa lại khoảng vài cây thôi, nhiều quá thì nó cũng đâu có lên hết đâu, chừa khoảng vài cây. Cái dưa này là dưa nó giống như là nó trơn nhưng mà nó sọc sọc ở trắng trắng xanh xanh ở ngoài vậy đó, ăn nó ngọt lắm. Để vậy đã lên bao nhiêu rồi, ok rồi. Còn trong đây dưa hấu em thấy lên quá trời luôn. Bữa giờ mình đếm cũng khoảng mười mấy trái rồi. Mấy trái nhỏ nhỏ ra bằng cái ngón tay cái của mình á. Với lại dưa gan nữa nè. Ăn mấy cái này nữa, anh chôn rác không biết cây gì luôn á anh. Không biết cây dưa gì luôn. Mà dạo này nắng quá. Này nó mọc dưa hôm nay nhiều nè anh. Cái này của anh cũng chôn rác thải nhà bếp luôn. Ra trái dưa quá trời mà. Mà cái loại này trái dài dài nè. Bên kia nữa kìa anh ha. Ra nhiều lắm. Trong đây nữa nè. Trời ơi, cái phía trước nhà mình á cũng không có trồng. Nó cũng ra quá trời luôn các bạn, trái bự lắm. Để bên đây mình chia sẻ mình cắt tiếp những cái cành đậu bắp. Hồi nãy là mình cũng cắt được hết một mớ rồi nè. Thường thường thì các bạn nếu mà có phân gà mình bỏ cho nó khoảng cứ 3 tuần đến 4 tuần á. Nói chung 3 tuần đến 4 tuần là mình bỏ phân gà cho nó. Mấy cái này nó có nhiều sức hơn. Này là dưa hấu nó mọc trong đây luôn nè. Mấy cái sức hơn này mình bỏ hết. Các bạn thấy nè, ngắt bỏ hết. Tại vì mình để vậy á, nó cứ tập trung nó ra những cái sức, nó ra lá tiếp tục là hoài à, trái nó sẽ không đậu, ngắt bỏ bớt luôn. Với lại mình cắt tỉa dày thì nhìn cái cây mình nó thông thoáng, nó không có bị sâu bệnh nữa. Đó, mình cắt bỏ hết, tập trung thôi, nhằm để chính đang ra bông này thì nó lên trái, nó ra được thêm trái nữa. 1, 2, 3, 4 cắt luôn, đều 4 nhánh thôi. Mỗi lần nữa cơ, năm ngoái cây 10 nhánh rồi. Ồ, năm ngoái tại vì mình không cắt cái kia, mình để nhiều quá. Đây này, ra nhiều quá trời nhiều luôn, ra từ trên ngọn luôn.
Ví dụ như những cái nhánh nào mà nó mọc ở dưới này này thì mình chừa lại. Còn mấy cái nào mà nó từ trong cái nách mà trong cái ngọn của mình như cái này nè các bạn. Như này, phần trên ngọn nè mà mình cứ để cho nó ra nhánh hoài nó không có ra bông. Nó không có tập trung ra bông được. Đó mình ngắt hết. Nhánh nhỏ này cắt bỏ luôn. Giờ này dưa hấu lan dữ quá. Rồi. Mấy cái nhánh bên đây mình cắt luôn nè. Đó. Sẵn cắt những cái lá già lá bự luôn các bạn. Để cho nó thông thoáng. Cây bên đây, cây bên này xong rồi. Mấy cái này là mấy cái ngọn ở trên này mình cắt bỏ nè. Các bạn nhìn thấy không? Nè, đó, quá trời luôn. Ngắt luôn, không cần kéo luôn. Cho nó nhanh. Này là phần trên này. Để phần này nó có bông. Cái này là lá nhiều quá, cắt bỏ bớt lá nha các bạn. Các bạn coi cái lá của nó bự kinh khủng không? Mà này cắt hoài nha. Vài ngày là mình ra mình cắt là mà nó vẫn cứ có. Trời ơi, dưa ghen nó ra quá trời, sao ăn hết anh? Trong đây là nhiều sức khơ nè. Đây. Nó nhánh này nè, bỏ hết. Nói chung khoảng 4-5 nhánh là ok. Cái này là cắt tỉa bớt lá luôn. Cái này mai mốt nó lên cao lên nữa. Mấy năm trước đấy, có những cây mình không có cắt cành nó cũng tự ra nhánh luôn, nhưng mà mình cắt thì nó ra được nhiều hơn nữa. Gì con Molly, con đừng có cắn nó vừa dậm nữa hả? Rồi cây đây nè các bạn, cắt bỏ bớt lá này. Ồ, nhiều nhánh ghê nè anh. Đó, từ trên đây mà nó ra nhánh nữa, các bạn cắt bỏ luôn. Ngay cái ngọn mà ra nhánh này nè, cắt hết các bạn. Rồi. Ở mấy cây bên kia mình cũng cắt luôn rồi. Đó, cắt vậy cho nó tập trung ở đuôi nè. Mấy lá nào về cắt bỏ. Lá này bự quá. Năm nay chắc cái trúng ngay chỗ mà anh cameraman ảnh trù mấy cái rác thải nhà bếp á. Cho nên nó lên lá nó bự ghê thiệt. Cây còn nhỏ mà lá bự quá trời bự hết. Bữa giờ chỉ mới hái được khoảng 7-8 trái rồi. Chứ chưa được nhiều. Bây giờ nó bắt đầu ra. Mua lên đâu? Rồi. Thì các bạn, những cây đậu bắp này thì mùa này trời nóng lắm các bạn. Nóng mà nóng kinh khủng luôn. Ngày nào cũng 100+ độ hết, độ F hết. Thì các bạn cũng nhớ tưới nước thường xuyên cho nó cũng thích nước. Thì mình cứ ngày mình tưới 2 lần cho nó là ok, nó cũng dễ. Thì mình thấy cái cây đậu bắp này là nó dễ thiệt luôn á. Không cần chăm sóc nhiều. Nhưng mà mình chăm sóc càng kỹ hơn thì nó sẽ có nhiều hơn và trái nó sẽ to hơn. Mà cái loại này của mình là trái đã to sẵn rồi. Mà mình không muốn trái to thì mình cứ để cho nó nhiều nhánh như vậy nè. Mình chừa nhiều nhánh thì nó ra được nhiều trái. Mà cái trái của nó kích thước của nó sẽ nhỏ lại bớt. Đây, như cái này nè. Cái này là mình ăn được rồi nè. Để nữa là nó già. Nhưng mà cái này mình để to nữa được vẫn được. Cái loại này là vậy á, mình bẻ nó vẫn còn non nè. Rồi, thì chắc là mình sẽ làm một video ngắn như vậy thôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Thì các bạn mà muốn có được nhiều nhánh đậu bắp thì cứ làm giống như mình vậy nè. Thì chắc chắn là nó sẽ ra được nhiều nhánh và nhiều trái cho mình luôn. Bye bye các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.